Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 30 tháng 7, ngày cuối tháng 7. Và chúng tôi xin cáo lỗi quý vị, sáng hôm nay chương trình bắt đầu hơi muộn, lý do là trong đã có một vài cái trục trặc kỹ thuật. Xin chào Đỗ Dũng. Vâng, chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, trục trặc kỹ thuật là hôm nay nguyên cái khu vực này vì không biết vì lý do gì mất cái đường truyền internet cả khu vực luôn, tức là cái building ở gần đây luôn. Sáng nay ban kỹ thuật của chúng tôi họ cũng làm việc rất là cật lực, tạm gọi là cố gắng sửa đổi tình hình, nó gọi là bây giờ đang chờ đợi và họ đang sửa chữa, không biết bao giờ mới xong. Nếu có gì mà trục trặc xin quý vị thông cảm. Thành ra hôm nay sáng nay là anh em chúng tôi là rất là khó khăn trong chuyện đó, nhưng mà cũng cố gắng làm chương trình này. Chương trình sáng hôm nay thưa quý vị thì vẫn những chuyện xảy ra thường ngày như mấy ngày qua, chuyện giải Gaza, chuyện Ukraine, chuyện nước Mỹ, đặc biệt là trong những ngày tới là gần tới ngày bầu cử. Chúng ta biết là bây giờ đã coi như cuối tháng 7, còn coi như 3 tháng nữa thôi, 8, 9, 10, đúng rồi. Thì sẽ đến cái ngày bầu cử giữa kỳ của tại Hoa Kỳ, cũng có nhiều cái chuyện để nói. Nhưng mà trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin thông báo quý vị là Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh, Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 8 sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật này cho đến 7 giờ tối tại sân vận động trường trung học Bonsa Grande ở thành phố Garo, miền Nam California, với sự góp mặt của 8 MC và gần 100 ca nghệ sĩ hải ngoại. Cũng mong là quý vị ủng hộ chương trình này trong những năm qua rất là thành công, với cái tấm lòng của đồng hương mình và đồng bào mình, luôn luôn nhớ đến những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa, những người mà tôi gọi là chúng ta nợ họ một gọi là món nợ đó, ân tình. Nhờ có họ mà chúng ta mới có được cái ngày hôm nay. Năm ngoái kỳ 7 tại San Jose ở miền Bắc California rất là thành công, năm nay sẽ làm tại miền Nam California. Thì hôm qua có một khán giả nhắc chúng tôi là ngoài cái chuyện mà vé hiện nay đang bán các nơi đó, thì hôm đó quý vị nào đi mà chưa kịp mua vé thì đến, vẫn có vé bán tại cửa, cũng rất là quan trọng. Tức là quý vị đừng lo gì cả, bây giờ chỉ lo sắp xếp thời gian để hôm đó đi thôi. Còn quý vị nào bây giờ muốn mua vé thì quý vị có thể ở miền Nam California là có rất nhiều nơi bán, ví dụ như trước cửa chợ ABC, chợ Á Đông, Phước Lộc Thọ, các nhà sách Tú Quỳnh, Tự Lực, các trung tâm như Bích Thu Vân, Bích Thu Linh, Phở Công Lý, ở trung tâm Pháp Quang và nhà hàng Phong Dinh. Đó là những cái nơi bán, giá vé chỉ có $10 mà thôi, $10 mà coi 7 tiếng đồng hồ, thưa quý vị, phải nói là một cái điều rất là good ha, mà quý vị sẽ gặp được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Ngoài ra quý vị vẫn có thể đóng góp cho chương trình qua nhiều hình thức, chẳng hạn như là hôm đó quý vị đi chắc chắn sẽ có những ca nghệ sĩ cầm những cái thùng tiền xuống để xin quý vị giúp đỡ. Hoặc là quý vị nào ở tiểu bang xa, hoặc là bên Úc, bên Canada không đi được, thì quý vị ngày hôm đó coi chương trình sẽ có trực tiếp truyền hình trên đài truyền hình SBTN và đài SAT. Thì quý vị có thể là qua cái điện thoại mà hiện lên màn hình, nếu quý vị gọi vô và ủng hộ. Thì tất cả những cái đóng góp đó sẽ được gửi về Hội HO Cứu Trợ Thương Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, do bà cựu trung tá Hạnh Nhơn làm hội trưởng cũng bao nhiêu năm qua. Và tất cả đóng góp này thì được miễn trừ thuế. Xin nhắc lại là dù quý vị đóng 2.000 mà quý vị năm vừa rồi làm 12.000 một năm, thì quý vị chỉ khai thuế dựa trên 10.000 thôi, còn 2.000 kia quý vị nộp cái giấy của Hội Cứu Trợ, Hội HO Cứu Trợ Thương Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, thì chứng nhận ô cái 2.000 này tôi đã đóng góp rồi thì không bị đóng thuế trên đó nữa. Đó là cái mà gọi là non profit, nó là như vậy. Và mong rằng chúng ta sẽ có một cái gọi là Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ này rất là thành công. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và mong là quý vị nhớ đón xem chương trình này vào 12 giờ trưa giờ California, tức là bên miền Đông sẽ là 3 giờ chiều vào ngày chủ nhật 3 tháng 8 tới đây. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, một trong những điều mà do cái trục trặc kỹ thuật sáng ngày hôm nay thì sẽ có, chúng tôi sẽ không có cái phần mà trả lời thư của khán giả gửi vào cho chương trình, mà theo tôi biết là sáng hôm nay cũng có một số thư ở nội dung. Vâng. Chúng tôi thông báo cho quý vị biết. Và trở lại với chương trình sáng ngày hôm nay, có những cái chuyện gì đặc biệt hay không? Một trong những chuyện mà làm cho chúng ta gọi là quan tâm trong những ngày, những cái tuần lễ vừa qua, đó là cái chuyện chiếc máy bay Malaysia Airlines bị rơi. Và trong cái chuyện này có nhiều điều thưa quý vị rất là đặc biệt. Phải nói là cái hãng hàng không này là số họ xui tận mạng. Chúng ta biết là cách đây 4 tháng chiếc máy bay MH370
cho đến bây giờ mất tích cũng là biệt vô âm tín, là không có biết chiếc máy bay này nó nằm ở chỗ nào cả. Và bây giờ lại thêm cái chiếc máy bay này bị bắn sớp. Mà cái điều rất là đặc biệt thưa quý vị, một cái bản báo cáo mà chúng tôi có dịp đọc qua là chỉ chừng một thời gian rất ngắn, chừng mười mấy phút trước khi chiếc máy bay MH này bị rớt, một chiếc máy bay của hãng hàng không Đức Lufthansa bay qua, cũng bay qua bầu trời ở Ukraine và cũng bay qua cái vùng đó vài phút trước đó thôi. Nhưng mà chiếc này đi qua thì lại bị dính đạn. Và chuyện này coi như hãng hàng không này là quá xui. Và khi quá xui như vậy thì người ta phải tìm cách thay đổi một tí xíu. Thay đổi làm sao anh Dũng? Người ta gọi là hãng này là xui quá. Thì thưa quý vị, thường thường cũng giống như mình làm ăn á, kinh doanh á, ở Mỹ là nếu mình mà bị thất bại nặng nề quá, trả nợ không nổi thì mình khai bankruptcy, tức là mình khai phá sản. Còn công ty này thì bây giờ chưa đến mức phá sản, thế nhưng mà họ đang nghĩ đến cái chuyện là có thể đổi tên hãng hàng không Malaysia Airlines, là không xài chữ Malaysia Airlines nữa. Thứ nhất là khách hàng bây giờ ta thấy chữ tới chữ Malaysia Airlines là người ta ngại, nhất là khách hàng châu Á. Họ tin dị đoan thì họ ngại lắm. Thứ hai là ngay có thể là cả người Malaysia họ tin dị đoan và họ thấy rằng cái tên này nó không có phù hợp, nó đem lại nhiều cái xui xẻo quá. Mà cái xui xẻo đó nó vẫn chưa hết. Giả sử trong vòng là 133 ngày rớt, là mất tích hai chiếc máy bay, mà giả sử rớt hai chiếc đó mà tìm thấy thì cũng còn đỡ, đây mới tìm được có một chiếc, còn chiếc kia thì chưa tìm thấy. Cái chiếc mà 370 đó cho đến bây giờ vẫn là một cái bí ẩn. Thì cái bí ẩn đó nó cứ quần quần chung quanh cái công ty này hoài. Họ không giải quyết được, giống như xe đụng nó đụng chết người thôi, đèn lần thôi, nhưng mà đụng bị thương cứ phải nuôi suốt đời đó, đại khái là như vậy. Thì bây giờ công ty này đang tính tới cái chuyện đó, nhưng mà cũng không có đơn giản, là bởi vì nó liên quan đến đất nước Malaysia. Khi mà đổi như vậy có thể sẽ ảnh hưởng cái vấn đề du lịch của quốc gia này. Quý vị thấy thường thường nước nào cũng vậy hết, nó có một cái gọi là cái gọi là hãng hàng không quốc gia đó, nó được cái là gắn liền với cái tên tuổi quốc gia đó để mà nó quảng bá du lịch. Bây giờ Malaysia Airlines mà đổi tên thì đổi thành cái gì bây giờ chúng ta chưa biết đó. Thế nhưng mà đây là những cái mà người ta đang coi, bởi vì từ đầu năm 2014 tới giờ đó, cổ phiếu của công ty này đã sụt mất 29%. Giá cổ phiếu đó sụt 29%, thì quý vị thử nghĩ, quý vị là người đầu tư, quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Quý vị sẽ không dám mua sổ cổ phiếu của công ty này. Rồi bây giờ đó là, nhưng mà cái công ty chính á, là công ty Kazanak National, họ làm chủ tới 69% số vốn của công ty này, của Malaysia Airlines. Thì nếu mà thay đổi đó, mà công ty là của chính phủ đó, thì chắc là bây giờ ông chính phủ Malaysia ông đang tính cái chuyện, nếu mà đổi ông phải rút ra, bởi vì như vậy nó đi ngược lại cái du lịch của Malaysia. Thành ra là lúc đó nếu mà ông rút ra thì có lẽ là các nhà đầu tư tư nhân họ bỏ vốn vô, anh nghĩ sao? Họ bỏ vốn họ đổi hẳn đi luôn. Cái chuyện mà đổi tên thì họ có thể làm được, nhưng mà trong cái tâm lý mà của con người mà đi cái hãng này, mà cho như là cái hãng này là có vấn đề, thì cái tâm lý rất là khó thay đổi. Mà đặc biệt thưa quý vị, chắc anh Dũng để ý mấy ngày hôm nay cũng có cái bản tin là hầu hết các phi công cũng như các tiếp viên hàng không của công ty này bây giờ họ buồn, họ vô cùng căng thẳng. Vâng. Và nhiều người thậm chí là họ rất là sợ bước lên máy bay. Vâng. Giống như cái hãng máy bay này là bị trù ẩm, thưa quý vị. Bị trù ẩm, bị ép buộc. Cho nên là họ không dám bước lên cái máy bay. Bây giờ nếu mà ok anh đổi tên, nhưng mà nhân viên của anh không chịu đi làm thì làm sao đây? Thì đây là một cái chuyện rất là khó khăn cho công ty này. Mà qua chuyện này tôi hỏi anh luôn, bây giờ nếu mà cá nhân chúng ta bị xui, chúng ta đổi tên, nó có may mắn không? Biết đâu được. Ít nhất chúng ta không biết nó có may mắn hơn hay không thì không biết. Nhưng mà người ta tin rằng là người ta muốn đẩy cái tên cũ đi, bởi cái tên cũ nó gây ra những cái xáo trộn. Bây giờ thế này, trong người anh tự nhiên nó có một cái gì đó mà anh biết là nó không tốt. Anh không biết là anh đổi nó đi thì người anh nó khá lên không thì anh chưa biết. Nhưng mà anh biết chắc chắn là ít nhất 50% là tôi đẩy được cái sự gọi là xui xẻo đi chỗ khác. Đó. Rồi sau đó biết tôi có khá hơn hay không tôi không biết. Còn tệ hơn hay không thì cũng chưa biết luôn. Nhưng mà hiện tại là tôi không an tâm với cái chuyện này. Thì cái đó là cái chuyện tâm lý thôi. Nhưng mà như tôi nói hồi nãy thưa quý vị, nó không có đơn giản. Bởi vì cái này nó dính đến cái cổ phần, 69% cổ phần của chính phủ Malaysia. Thì nếu mà chính phủ Malaysia, nếu mà cái hãng này á, mà cái hội đồng quản trị họ đồng ý đổi tên á, thì có thể nó đụng chạm với luật Malaysia, thì chính phủ Malaysia sẽ rút cái phần hồn này ra. Mà rút ra thì có thể là họ lập một cái hãng hàng không khác, hoặc là họ vẫn giữ tên Malaysia Airlines, hoặc là một cái tên gì đó. Rồi những cái người khác mới nhảy vô cái là đầu tư vô và họ lập ra một cái công ty khác. Thì lúc đó chắc họ phải tăng lương nhân viên hay là làm thế nào để thuyết phục số nhân viên để đi làm lại. Hoặc là họ mướn nhân viên khác.
Nhưng mà tất nhiên những ai mà biết chuyện nó thì sẽ không đi, họ sẽ theo dõi, ồ Malaysia Airlines sắp tới nó đổi thành tiếng gì. Ví dụ Malaysia Alert chẳng hạn đó, thì tôi cũng không đi Alert. Alo tôi không đi, Alo có chữ Malaysia là tôi không đi. Hay là đổi thành Malay chẳng hạn tôi cũng không đi luôn. Nhưng mà đa số hành khách thì là không biết, đa số hành khách không biết. Thành ra người ta mới tính cái chuyện đổi như vậy để mà cứu vãn là tình thế anh. Chắc như vậy chắc đổi luôn luôn tên Malaysia. Biết đâu được. Rất, rất là tầm phào của quý vị. Chẳng lẽ vì một cái công ty mà đổi tên một cái quốc gia thì cái chuyện này rất là vớ vẩn. Nhưng mà có, cũng có những rất, thế giới này cũng rất nhiều chuyện vớ vẩn đó quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng là bây giờ thì xảy ra cái cảnh gọi là mất châu rồi mới là rào chuột. Của gọi là các một cái là hiệp hội mà hàng không quốc tế ngày hôm qua nhóm họp ở tại Montreal ở bên Canada thì bây giờ mới bàn cái chuyện là tại sao từ xưa đến giờ chúng ta không được thông báo những cái tin tức về tình an toàn. Và bây giờ thì người ta mới được biết rằng là hầu như là mỗi lần mà các máy bay bay ngang nước nào á, thì tình trạng an ninh nó tùy thuộc theo cái quốc gia mà mình bay ngang. Họ thông báo cho quý vị ok là tình hình an toàn như thế nào, chúng quý vị mới biết thôi. Còn hầu như là các hãng hàng không bay ngang qua những khu vực chiến sự, họ cũng hoàn toàn gọi là mù tịt những cái chuyện gì xảy ra ở bên dưới. Thì bây giờ cái ủy ban này thưa quý vị, họ họp lại để mà bàn cái chuyện mà làm sao mà an ninh hơn trong thời gian tới. Và họ có yêu cầu là các quốc gia chia sẻ những cái thông tin về tình báo và an ninh khi họ bay qua. Mà chuyện này chúng tôi nghĩ rằng là không bao giờ xảy ra. Mấy ông này, mấy ông hàng không, mấy ông chắc uống phải cái thuốc gì ông mới nói cái đó, làm sao mà người ta cho được. Không bao giờ người ta cho, anh biết là trên không phận với đề an ninh của quốc gia đó, bởi nên liên quan an ninh quốc gia chắc chắn là không cho rồi. Chỉ một điều là ok. Như hôm qua tôi nói đó, là hôm bữa tôi nói đó, không biết là ngày hôm nào. Cái chuyện mà cho bay qua cái nước đó không phải do cái đất nước đó, do cái lãnh thổ đó họ thông báo. Họ cho biết là có được bay hay không, chứ không bao giờ người ta nói là ô lãnh thổ tôi đang có chiến tranh. Không nước nào mà ngu dại đang nói là nhà tôi lộn xộn đó, nhà mình lộn xộn mình lo mình giấu với ai mà đi khoe như thế, thấy không? Thành ra đó, chỉ có cái nước ở bên ngoài đó, những cái nơi khác bên ngoài mới cảnh báo bảo ô anh à, anh coi chừng nhá, đừng đi gần nhà ông Mai Phi Long, coi chừng là chén đũa nó văng ra, hai vợ chồng đang cãi nhau chẳng hạn á. Chứ Mai Phi Long bảo đâu, chúng tôi là ngon lành lắm, quý vị cứ đi ngang nhà chúng tôi đi, mà đi ngang dính đạn, dính chén bát dáng chịu đó. Mà bây giờ tôi vào tôi bảo là anh Long, anh trước khi tôi đi ngang nhà anh phải cho tôi biết anh có cãi nhau vợ anh hay không. À, cái đó là làm sao được. Hình như cái này là cái chuyện vô lý và cái chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Thì đúng là Long nói là mất bò mới lo làm chuồng, cái này là gãy ngứa thôi, nói thiệt anh gãy ngứa thôi. Trong trường hợp này làm chuồng cũng không xong, thưa quý vị. Con bò nào đi mà bị mất thì ráng chịu thôi, tại vì không giải quyết được cái chuyện này. Điều duy nhất có thể làm là làm ơn các nước lớn, các nước giàu có, quý vị bớt tham lam đi, chia bớt cho các nước nghèo. Bớt xung đột trên thế giới đi, đừng có tạo ra xung đột nữa thì sẽ không bao giờ có chuyện máy bay phải bay qua đâu mà sợ hết. Đúng như vậy. Nguyên ủy là vấn đề đó. Ông Ron Paul đã nói rồi, anh nhớ không? Ông cựu ứng cử viên tổng thống Ron Paul nói. Nếu như vậy thì là nhân loại không còn nữa, Dũng, không còn tồn tại nữa. Nếu mà không có tham lam, nước này không có gọi là mục đích là mở mang bờ cõi, khi nào mà bỏ được cái chuyện đó thì mở mang bờ cõi của anh có để ông mà kép không vậy? Phải bỏ. Đó là mục đích của tất cả mọi dân tộc, thưa quý vị. Thì chuyện anh Dũng vừa nói cũng không xảy ra, và thưa quý vị, cái chuồng không bao giờ có.